chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. To quá. Lôi từng cây ra. To lửa quá. Nó lại cháy bố ở bên dưới nữa thì hỏng hết bên kia. Cẩn thận chết quả bí đấy anh ơi. Được. Ai, mọi người thấy ok chưa? À, cây nhà lá vườn nhà anh em mình chả có gì cả, chỉ có mỗi chút rau sống rồi với lại hành hiếp rồi ngọn rau bí các kiểu đấy. Rồi ngọn rau bí này anh em thấy tiện không ấy? À, ok anh chưa? Là phải cả cống. Mọi người nhìn thấy con cá chấm đen của anh em mình thế nào? Anh nhìn đã thấy muốn ăn rồi. Xin phép anh. Hả? Ý, lấy quả non thôi. Một quả. Mời bà tư biết, bà tư giết bỏ. Đâu? Mời tất cả mọi người nhá. Xa, mình phải thử một miếng nha. Quá tuyệt vời, mọi người biết tại sao? Cá chấm đen này là cái ở hồ to, hồ Định Công nó to. Thế nên là nó kiểu như. Mời tất cả mọi người nhá. Gần như là cá hồ bán tự nhiên đấy. Nó rất là dai, nó rất là dai chứ nó không bở như cá hồ dịch vụ nhá. Anh em mình phải săn mãi mới được đấy. Ngọt lắm rồi. Wow. Ngọt thì nó ngọt. À tu. Thưởng thức chai Coca. À ừ nhỉ. Quên. Nào tu bắt anh ơi. Ok. Dơ. Không chay không vậy. Chay cũng không vậy. Quá là tuyệt vời luôn. Ngon đi. Uầy. Ngược gió à? Cho anh một viên linh đan tỏi đen của em này. Ừ. Chịu. Ngon lắm. À đang có hơi có một tí gió nó tạt về phía Mao Đệ. Nhưng mà mình sẽ điều chỉnh chút gió. Điều chỉnh khí khói. Đấy. Anh nhớ anh có điều gì mà. Rồi. Căn bản là bây giờ chín rồi, chỉ để cho nó sủi lăm tăm với kia thôi. Thế nên là mình không sợ, không sợ đấy nữa. Đó, ok. Bắt đầu chén. Chén. Ok chưa? Ấm à, lắm mọi người ạ. Rau bí mới không tước à? Còn gì? Rau bí non mà. Có cái rau khoai lang kìa. Đây. Ôi, làm chén rau bí. Đây, rau lang đây nhá mọi người nhá. Đẩy đằng sau mình. Ở nhà mình toàn rau sạch thôi. Thế nên là không sợ. Chỉ thỉnh thoảng có con sâu thôi, rau sạch thế nên nó mới có sâu. Con sâu nó mới làm rau nồi canh. Đó. Ấy, nghe khói à? À, mình cũng chưa biết đặt tên cái món này là món gì à? Gọi là quái thú sổng chuồng. Ai gì nhỉ? Rồi, khói quá. Không được rồi. Gió nó hơi tạt về phía anh em mình. Rồi lại ok rồi. Món này nó cảm xúc nó ùa về. Cái hết vắt. Mới đầu mình định là nấu chín đi xong rồi mới ăn kia. Nhưng mà ăn như thế không ngon. Đúng rồi. Thế nên là mình cái nôm nó béo chưa. Thế nên là mình phải chạy ra vườn lấy cái máng gà vào để thiết kế thành một cái nồi chế biến con chấm đen này. Đấy. Thôi nói trêu thế thôi chứ không mọi người lại tưởng anh em mình lấy máng gà để nấu ăn là bẩn nhá. Đây là cái nồi anh mình vừa hàn lúc sáng đấy. Uầy, khói quá.
hơi khó một tí, mọi người thông cảm chút nhá. Nhưng mà để à được thưởng thức cái món ngon này cũng phải chịu khó một chút. Đúng, ăn nói kiểu nhấp nhổm này nó mới hồi hộp, nó mới ngon này. Đó. Thịt nó cực kỳ chắc này, đây này. Mọi người xem này. Đấy nhá. Đã hầm lâu như thế rồi mà nó vẫn dai này. Ấy, thấy chưa? Thấy chưa? Ấy. Nó là dai cực. Thịt nó rất là chắc nhá. Cái cá này là cá hồ, nó gần như hồ bán tự nhiên đấy, thế nên là ăn nó phê lắm. Ui, dài lắm. Mình hồ nó rộng, đặt. Nước nó sâu. Đúng rồi. Màu đệ tí nữa bị lồi xuống hồ. Mình thì thật ra là mình cũng chạm mấy con cá ở đấy nhưng mà không bắt được, khỏe quá. Mình thử chơi lớn nó khóa máy lại mà. Màu đệ thì may mắn hơn là đứt trục nhưng mà vẫn mắc cá. Hôm nay thời tiết cũng ủng hộ anh em mình, đáng nhẽ gió từ đằng kia chạy đi thì bây giờ gió nó lại bắt đầu tạt từ phía trước anh em mình, tạt vào mặt anh em mình, thế nên là thời anh tiết không à... ủng hộ cho lắm. Thôi được, không sao, quyết định kệ, ăn đứng ăn uống nó hơi gì đó một chút. Em nghĩ là em có thể đủ chỗ cho anh. Hả? Mày ngồi đấy đi. Ngồi thật sự nhá. Mùa đông này nhá. Ăn một nồi à đấy này. Ấm cúng. Nó cay nhá, nó chua nhá. Cảm giác là cái nó xông lên mũi mình nó kiểu như trước cảm cúm ấy. Rất là kinh điển. Ăn uống nó phải thế này. Dài ngọt nhỉ anh à? Ngọt. Nấu cực mà. Mình chưa làm cái cá chấm đen mà nấu canh chua như này, gọi là om khế này, rất là chua như thế, mình rất chua. Khả năng mình sẽ dập được. Nấu ngọt cực mà. Rồi. Bây giờ nhá. Cái mắt nó nhiều cá ngừ đại dương. Cái đầu cá nó là ngon nhất, đẳng cấp nhất cái đầu cá. Từ từ, bây giờ đưa ta mượn đũa. Sẽ lật lên cho mọi người xem cái mặt dưới của nó, xem nó có bị cháy không nhá. Xem cái nồi của anh em mình có kỳ không nhá. Có chuẩn không nhá. Tại vì mình đã mất khoảng tầm 2 tiếng thiết kế được cái nồi. Ui, như là. Ui da, ngon chưa? Ấy chưa, ai bảo là không ngon. Quá là ngon luôn. Wow. Wow, đấy. Wow, chín hết rồi. Đấy. Nào. Rắc muối. Vẫn rất là nóng nhá, thế nên là vẫn nhúng rau thoải mái nhá mọi người nhá. Thế là bây giờ mình lại phải order một đôi đũa mới. Hả? Anh lấy đũa của em anh cả một đời. Làm lỗ à? Đâu? Quên rồi này. Đâu? À ở đây, đấy. Không. Cầm lấy, không thì ăn bốc tay. Đi ăn đi lấy đôi mới. Kệ mấy. Thật ra là con cá này để nói là cũng có gọi là một phần là mau đệ câu được. Tại vì cái lúc nó câu, lúc nó bị, tức là nó giật lên mà nó không kéo được con cá, tí nó bị kéo xuống hồ ấy. Thì đứt dây, may mắn là có những bạn bè xung quanh, cô dì chú, gọi là mấy anh câu cùng ngoắc lên cho. Đấy, đứt trục mà vẫn được cá, gọi là siêu. Quên mất, mình đáng nhẽ ra mình phải thiết kế cái bếp nó âm xuống đất ấy, thì cho dù có gió đi đâu thì gió mình sẽ đục một cái lỗ thông cái khí nó đi khói ra chỗ khác ấy. Thì muốn khói đi đâu thì khói, không bao giờ bị sao. Thôi lần sau mình sẽ thiết kế quả nồi như thế vậy, cả bếp như vậy.
Cho rau lang vào, hai rau lang mà ăn. Em ăn cái mắt nó, à. Em phải tăng được một cân cả vì nó béo. Rau lang nhà mình tươi mơn mởn đấy mọi người nhá. Hơi thì hơi dài. Nhà mình toàn rau sạch thôi, chứ không ăn rau kia đâu. Rau bí này, ui trời, tuyệt vời không? Anh ăn trộm cái quả kia của em kìa. Tao bị điên. Đấy, này, ngon thế này cơ mà. Đúng nó xuống. Cái quả holo của em ấy, quả bí con ấy. Chịu, ai biết được. Già. Cái gì? Quả bí con ăn bé nhặt rồi. Quả bí mà để đâu? Quả bí mà để đâu? Em để đây này. Để đấy thì bố ai biết nó ở đâu. Từ nó dai chắc lắm rồi. Ngọt. Rồi. Ngọt bí đây, để lâu rồi, vàng mất rồi. Thấy không? Vẫn rất là nóng nha. Tại vì có thêm thời gian hay thêm sức, anh em mình cũng không thể ăn hết con cá này được. Chỉ gọi là nếu mà ăn khỏe bây giờ ấy, thì được khoảng tầm một nửa. Còn đâu một nửa để vào, đúng không? Anh em mình nói lôi cơm ra ăn tiếp. Ừ, đúng đấy. Nếu có bát cơm nữa thì cũng nhỉ. Tầm hết. Mọi người biết tại sao không? Riêng mà có bát cơm ấy, nhưng mà phải đặc biệt là cơm phải cơm nguội nhá mọi người nhá. Khi cơm nguội chan canh nóng, canh chua nóng vào. Nói hết giờ, còn cơm nóng thì... Cơm dẻo nguội cơ. Không, cơm dẻo nguội gì, cơm nguội. Em đi ăn cơm dẻo nguội. Cứ cơm nguội là được. Là ngon. Cứ càng canh nóng à. Tuyệt vời luôn. Hôm nay đi câu ấy thì rất tiếc là không quay được phao, với lại kêu cho mọi người lần sau, hẹn mọi người lần sau anh em mình sẽ quay lại cận cảnh quá trình anh em mình vừa câu được cá và giật được cá nhé. Quay phao trong giật luôn. Thật ra người ta cứ bảo anh em mình thả cá xuống để kéo câu lên ấy, nhưng mà những ai trong những người biết câu lục ấy, biết câu cá với biết đi câu cá nhiều ấy, thì mới biết là thả cá thì nó như thế nào và câu được cá thật nó như thế nào. Câu được con cá thật ở hồ ấy thì nó cực kỳ khỏe nhá. Nó có thể kéo, nếu mà như mao đệ con này ấy, tầm con này là cân 9 cân, nó có thể kéo mao đệ xuống hồ luôn. Nếu mà hôm đấy mao đệ mà không có cái quả vụt thì nó kéo một phát rúi cần xuống chạm vào cái thành của bờ ao đấy, bờ hồ đấy. Cái thì hồ nó đứt cái dây trục rủ thì nó mới cái hồ đấy nó cực kỳ khoai nhá mọi người. Ở dưới là bờ kè nha. Nhà hồ đấy mà cái băng quảng ấy thì bắt con đấy nó tự tin từ từ anh nhỉ. Chứ mình mà bắt được. Đây là bắt nhà. Đây là nhờ người khác bắt. Em lần trước mày bắt một con đấy là con cá mới. Con cá mới thả xuống, nó ngu nó lao vào đấy, nó yếu. Nó yếu. Nào hôm nào tao xuống cho mày. Nào. Nào, không nếu mà không đứt, không nhảy xuống hồ cho mày. Em chỉ sợ mắc thôi, em không bao giờ sợ đấy. Nó mà không kéo xuống mao đệ xuống hồ mình bế bằng con kiến luôn. Thôi, chạy mọi người lần sau thôi. Hôm nay mọi người thấy ẩm thực tượng người của anh em mình thế nào? Nếu mà thấy hay thì nhớ để lại một like, một share, một comment nhá. Do thời lượng video cũng khá là dài rồi, mình xin phép là kết thúc video ở đây. Không là hết lửa rồi, là những vị khách không mời là bắt đầu nó đến nó xin của anh em mình. Thôi, chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá. Mọi người một bữa câu gọi là đỉnh cao. Nhiều, thật là nhiều cá để làm ẩm thực, mình sẽ xiên một phát. Tức là nếu mà câu được khoảng tầm chục con xiên một phát. Rồi, mấy chục cân cá đấy. Gần một tạ cá luôn nướng. Chục con cá. Sao? Mình hãy cứ mơ đi. Sao đánh thời giấc mơ đâu mà phải lo. Ngon lắm.
Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.